Cũng trong sáng nay, đoàn công tác khối thi đua các bộ ban ngành nội chính trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo về công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng, triển khai các văn bản chỉ thị của Đảng về công tác thi đua khen thưởng cũng như kết quả trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Nổi bật là việc phát động sâu rộng các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích, thực hiện các chỉ tiêu thi đua và các khâu đột phá trong công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, thiết thực hiệu quả. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức khen thưởng các cấp đảm bảo chất lượng. Qua kiểm tra, đoàn công tác nắm bắt những thuận lợi khó khăn, các điểm mạnh, những cách làm hay sáng tạo trong công tác thi đua khen thưởng, để từ đó có cơ sở đánh giá đúng thực chất công tác thi đua khen thưởng ở đơn vị cơ sở.